Em Đồng Thiệp cùng đây, Phạm Nhung xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên. Vâng ạ, em Phạm Nhung xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi live stream của bên xe máy Hoàng Kiên ạ. Hôm nay em sẽ cùng mấy bạn Thiệp đồng hành để live stream với các anh chị giới thiệu những dòng sản phẩm xe cũng rất là đẹp và biển số đẹp nữa nhé anh chị nhé. Vâng, xe đẹp, biển số đẹp, anh em nghe thấy hấp dẫn không ạ? Những chiếc SH1998 biển rất đơn giản thôi, không có gì cả, nhưng mà là 1998, giá vẫn phân khúc dưới 60, một trong những giá hoàn toàn bình thường. Và những chiếc Leaf anh em có thể quan tâm, hàng 2024 hơn 800 km, anh em đang có nhu cầu mua xe lướt thì đừng bỏ qua sản phẩm đấy giúp em, đúng không ạ? Vâng. Và phía bên này đấy, những chiếc Leaf tầm phân khúc giá hợp lý hơn 10, bản có phun xăng điện tử FI. Đấy. Và những dòng X-Style 150 xanh cà phê ạ, và những chiếc dòng xe Way 50cc rất là đẹp luôn đấy nhá các anh. Đây mới là hot, chính xác, đây mới là những sản phẩm các cháu, các em đang cần để đi học, các anh, các chị cân đối xem, nghiên cứu cho các cháu nhá. Đấy, có Way và cũng có cả Coupe phía xa. Coupe. Đấy. Coupe Denson ạ, 50cc dành cho các bạn đây ạ. Bản đèn LED Ali đấy ạ. Và những dòng Sirius LC đấy ạ, hoặc những dòng Way A110, 110 màu đen biển Hà Nội nhá các anh chị nhá. Xa xa đó là chiếc Avalet ạ. Vâng. Không, lên SH, làm chiếc SH cho nó rực rỡ, biển đẹp thế này, đi từ đằng này, đằng này, mời các caramel ra đằng sau. Đầu tiên anh em nhìn thấy lên chiếc SH rất chủ, là đặc biệt đây ạ. Biển số xe nhá, tay chị xem này, 29U131998 ạ. Dành cho những bạn nào tháng 3 năm 1998, được không ạ? Đấy, chủ xe đến bán có nói một câu rất hay, đó là những anh bạn nam nào đang sinh năm tháng 3 vâng, 1998 thì đừng bỏ qua sản phẩm của tháng của năm mình như thế này, được không ạ? Đấy. Tên em nó là SH125, hàng CBS 2017. Hiện tại đang là máy zin và sơn zin, có xước, vẫn có, các bác có thể xem đấy, một chút những cái chi tiết nó là nguyên bản, được không ạ? Cộng với là bóc cái nẹp mà tay sách ra nó cũng sẽ xước theo, không tránh được. Còn về cây số thì đây, anh em xem, 2 vạn km, 2 vạn 1, chính xác tuyệt đối. Đấy, hàng là lốp trước còn nguyên zin, các đồ sần anh em có thể theo dõi, logo huy hiệu đều đầy đủ, các cái độ khít của ổ khóa hay là gáy hay là nhựa yếm đều nguyên đai nguyên kiện hết, từ tay nắm nhá các bác nhá, từ tay nắm 2017 đến giờ. Mặt nạ thì lên thể thao thôi. Đúng rồi. Đấy, đây các anh nhìn càng vành này, được không ạ? 2017 lốp trước này. Đấy, nó còn nguyên lốp thế này mà. 125 nó còn vẫn còn dày nhá. Càng vành sáng đẹp đúng không ạ? Rồi, tiếp tục một vòng bên này cho trọn vẹn. Chủ đầu tư đây, một bên tem 125, một bên 150. 125 ạ, 2017 nhá các anh chị nhá. Màu đen biển số biển Hà Nội ạ. CBS. Chụp đẹp. 29U131998 ạ. Vẫn phải là cái biển. Rồi, cái biển đẹp. Và xe thì 2 vạn 1, theo em với những xe 2017, 2 vạn 1 hoàn toàn bình thường. Rồi. Với những chiếc xe chạy đâu đó 6, 7 năm rồi, thì với km này là anh chủ đi ít, không có vấn đề gì. Xe mua đầy đủ hết, hàng có chứng minh thư, số điện thoại chủ xe full, một khóa chủ bị vỡ. Đây là chia sẻ thật sự, chưa dọn dẹp một chi tiết nào. Nhắc lại biển đẹp nhá, giá trên live buổi đầu tiên, sáng sớm, mở hàng giao lưu anh em, 59.500.000. Anh em nào có quan tâm, có nhu cầu, hãy liên hệ sớm nhất. 59.500.000 cho một chiếc 125 hàng CBS 2017 ạ. Vâng, biển nhớ cho em cái biển nhé. Đấy. Bây giờ các bác ạ, biển đẹp anh em phải bỏ tiền ra mới mua được. Đấy, còn những cái biển anh em đi đăng ký bình thường thì những biển đẹp họ mua hết rồi, còn lại những biển nó gọi là tối tối, nó kém kém thì anh em xào xáo bốc loa lô xô, thường là sẽ không có bốc được biển đẹp. Sự thật là thế, nên là những cái biển đẹp anh em cố gắng. Vâng, các anh chờ cho em một chút nhá. Mà các anh hỏi đang xe này là bao nhiêu tiền ạ? 59.500.000. Vâng. Chưa đến 60 triệu, hợp lý không ạ? Rất là hợp lý với những anh chiếc. Anh Dương Phạm ơi, nó là 59.500.000 anh nhá. Nó là bản đèn LED 2 tầng, nó là bản khóa smart key. Đấy, anh em quan tâm thì liên hệ nhanh giúp em để có thể sở hữu một chiếc SH. Vâng. Vừa biển đẹp, vừa xe đẹp và cũng form dáng đẹp nhất luôn. Được không ạ? Vâng, em xin phép đọc lại biển 29U131998 ạ. Giá 59.500.000 tất cả anh chị em nhé. Anh Vũ Khắc Luyến. Vâng, Nhung là đồng nghiệp của em anh ạ. Vâng, 125 thôi anh nhá. Nhưng mà chủ vâng, đầu tư quả tem 150 ạ. Gấu, đúng, gấu thật anh Hưng Huyền Linh ạ. Anh con còn phải dịch là ngày sinh thứ 31 tháng 9 năm 1998. Rồi, anh cũng có thể dịch hay đấy. Rồi, các anh em dịch cho em quả biển này xem có cái tên nào hay khác hơn nữa không.
nay cho người mẫu lên ai chờ anh Phùng Quốc Tình. Và bên Hoàng Kiên em thì nhiều người mẫu lắm, các anh em cứ chú ý đón xem. Anh Hiệp Trắng ơi, chờ em một chút nhé, bên em sẽ lên 50cc luôn đây. Không ạ. Anh bảo 50 vào việc, ý anh chả 50 vào việc á. Xa quá, anh ơi, 50 bây giờ các bác mua cái bản đời 2016 thôi, không được bản đèn led đâu, nhớ cho em. Có thể anh em quay lại một lần nữa để thấy được nó là bản đèn led nhá các bác nhá. Bản đắt nhất và cũng là cái bản đẹp nhất ở tính tới thời điểm hiện tại của SH. Bản mới nó chỉ hơn về công nghệ, em nhận thua công nghệ thôi, chứ còn về form dáng cộng chất lượng, form đời đèn led vẫn được đánh giá tốt nhất, đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng, tiếp theo nhà em sẽ đời lên... bao nhiêu? 27 tháng 12 2017. Vâng. Chiếc SH này tháng 12 2017. Anh Thuận à, anh hỏi có con SH nào biển mũ 9 không? Anh sẽ thôi, hiện tại nhà em bây giờ thì một chiếc này cộng với một chiếc 58658 là hai chiếc SH em cho vào danh sách biển đẹp. Mấy nữa là hai chiếc đấy sẽ bán theo kiểu kê đuôi ra ngoài, quay đầu vào trong, bán theo kiểu bán ngược, bán ngược. Anh Thành Công ơi, con xe đấy là 59.500.000 anh nhé, 125 CBS 2017 ạ. Hàng chạy có hơn 2 vạn thôi các bác ạ, xe mộc nó thật, anh em cố gắng đừng bỏ qua những sản phẩm đã mộc đẹp thật lại được biển nó sẵn đẹp như thế được. Anh Quang Ngữ ơi, X155 bên nhà em có nhá. Anh inbox với bên em gửi ảnh cho anh nhá. Dạ vâng, mong anh em có mặt trên có thể chia sẻ giúp em nhá, để những chiếc SH, những chiếc xe đang chuẩn bị live có thể nhiều anh em biết đến, chọn lựa những sản phẩm ưng ý nhất cho mình, đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo nhá. Tiếp theo em sẽ lên đây, Way 50cc. Đúng rồi. Hàng nó là 2022, 2022. Vâng, lốp dày cộm anh em nhìn này, lốp thì tất nhiên là 2021 rồi, những xe đăng ký tháng 4 2022 thì lốp sẽ ở cuối 2021. Đấy, các bác nhìn quả lốp đồ nhũ đẹp không? Vì ăn xăng thì yên tâm quá còn gì nữa. Chiếc này nhược điểm mất chút là chủ đầu tư quả tem mới. Đấy, chứ thường là cái dáng đầu bò 4 ốc nó sẽ có cái tem. Đây các bác nhìn cái loại 50cc WA nó cũng chia thành đầu bò 4 ốc và đầu bò 2 ốc. Đầu bò 4 ốc thì nó không có cái tem này. Tem này là của cái dòng WA đời mới. Nhưng mà thôi, lên nó cũng đẹp đúng không ạ? Đấy, lên càng bắn để chân sần. Hàng là gọi là liên danh WA 50cc. Vâng. Biển số xe là 29AB ạ, 40471 ạ. Rồi. Hàng hợp lý cho tất cả các bạn trẻ, các cháu đi học hoặc các anh em mà cũng không quan tâm đến cái bằng lái có hay chưa, đúng không ạ? Vì nó sinh ra là không cần bằng rồi. Và chạy gần với giải quyết phương tiện đi lại, đảm bảo mình thay thế một chiếc xe đạp điện hay là thay thế những cái chiếc xe đạp mình đi lại gần hoặc chạy quanh nhà. Đây, sản phẩm đồ đoàn cực rất kỳ là hợp đều ý và đẹp nha các anh chị nhá. Chưa vẫn chưa một vết xước gì đấy ạ. Đúng rồi, đời mới mà lại đúng tiêu chuẩn vâng của các bạn học sinh đi học mà lại giá yêu thương trên live 9.800.000. Anh em nào quan tâm, ra là em vừa mới mua được 15 phút trước, xe chạy hơn 9.000 cây, hai lốp còn nguyên zin, không có lỗi lầm gì. Vâng. Về 9 thì chắc triệu là 800.000 ạ. Tặng cho anh em đôi gương là lăn bánh lên đường, chả cần phải đầu tư cái gì. Tem thì chủ vào quả tem này nhìn lại càng đẹp đúng không ạ? Đấy, còn lốp thì các bác nhìn chạy thế này thì có mà lên đến 2 vạn mấy các bác mới phải thay lốp cơ. Đây, chân nan này, bác nhìn quả chân nan nó cũng dày, cũng chắc chắn đấy chứ. Nó có yếu ớt gì đâu. Có cái dòng liên doanh thì cái phần nhựa nó hơi mỏng một chút so với dòng chính hãng thôi. Chứ còn về sắt xi em thấy nó cũng đạt được tiêu chuẩn ok, đúng không ạ? Vâng. 9.800.000 nhé các anh chị nhé. Biển số 29AB ạ, 40471 ạ. Vâng, mong anh em chia sẻ giúp em để có thể sản phẩm này cho các cháu có thể tiếp cận và cân đối. Vâng. Anh Hà Đức Nguyễn nhiều xe đẹp. Vâng, em cảm ơn anh. SH màu đỏ 58559 có đẹp không? So với SH à? Xe đấy là đẹp anh ạ. Vâng. Đẹp đấy ạ. Đúng máy rồi. Cũng chất đấy. Có anh hỏi là cái con SH đầu tiên đi là xe đó còn đẹp không em? Còn chưa anh, xe mộc 2 vạn 1 thì anh bảo có đẹp hay không, lốp trước còn zin, lốp sau chủ vào đinh bị thay. Đây là em vừa trao đổi trực tiếp với chủ. Đấy, bác ấy lớn tuổi một chút, bác sinh năm 59, bác ấy không đến được và nhờ cháu họ chứ không phải là ấy đến bán và em gọi điện cho bác ấy đồng ý hoàn toàn, làm của chi cục thuế ở Sơn Tây. Đấy, nguồn gốc nó đầy đủ như thế, anh em có thấy yên tâm không? Xước một chút nhưng mà không vấn đề gì. Đấy là toàn bộ chi tiết. Đúng rồi, xe đấy các anh nếu mà muốn làm đẹp thì các anh có thể mấy trăm thôi, 3-500.000. Thật sự các anh thêm 3-500.000 nữa. Rửa thì em không lấy nhưng mà có một hai chút vết xước nhẹ, mình spa coi như để cho nó gọi là ngọt ngào, không lỗi lòng. Đấy, không xước sát gọi là ngon lành. Còn 2017 thì đi hơn 2 vạn là tháng 12 2017, coi như vào tới gần 28 rồi, đúng không ạ? Cho mình xem Vision anh Lê Xuân Nhĩ. Vâng, chút em lên Vision nhá. Có anh rất nhiều. Anh Tuấn Bùi. ABDM. Anh chờ em một chút ạ. Vâng, anh Clam dễ thương. Để nói được như thiệp là quá trình tâm. Vâng anh ạ, em cũng làm hơi lâu thôi thì nó cũng quen việc đi anh ạ. Đấy. Vâng. Nhiều khi là cứ tư vấn nhiệt tình nhất, kỹ nhất để cho anh em nắm bắt được.
Dream à? Đúng không? Hôm nay là sơ suất là lại không dắt Dream ra đầu tiên. Vâng. Ok. Tí nữa em sẽ bổ sung Dream này. Đây có anh hỏi là X-Size này lên bao tiền? Vâng, em lên luôn đây ạ. Ở X-Size 150 xanh GP biển số là 21 E1 ạ, 31602 nhé tay chị nhá. Biển này thì nó sẽ được cái là rẻ là đầu tiên. Anh em có tin giá nó cạnh giá tranh với cả những cái chiếc quay. Côn tay hàng 150, động cơ 150 các anh em nhá. Côn tay mà Exciter thì nó là quá thương hiệu về côn tay rồi. Anh em cũng không lạ gì với những sản phẩm của Exciter côn tay. Từ những chiếc 2010 hay là đến những chiếc 155 ABS em mới like hôm qua tối 8-9 giờ tối đã có một anh em đổ bộ đến đặt gọc và lấy luôn. Đấy các bác biết Exciter nó không bao giờ hết hot cả. Thì thôi đấy là nhu cầu các anh em. Thì sẽ trước mắt chúng ta có một sản phẩm đời nó hợp lý, đời nó hợp lý và giá thành nó phù hợp. Bản xanh GB ạ, Exciter xanh GB. Anh em nào quan tâm thì liên hệ chốt cho em chiếc Exciter biển 21. Rồi. 21E1 ạ, 31602 ạ. 2017 nhá các bác nhá, 2017. Vâng, hiện tại ở đây thì em đang kiểm tra thì có spa dọn dẹp về phần nhựa một chút. Đấy. 2017 này, bác nghe này. Anh Minh Hà ơi, chờ em một chút ở bên em sẽ lên list cho anh ạ. Những cái đồ sần nhá các bác nhá, đồ sần này. Đấy, các phím này. Đây là các cái phần nhựa kim đồng hồ này, tất cả còn nguyên bản, hai tay nắm thì vào tay nắm xịn theo. Đồ sần ở đây cũng còn, nhưng có các cái nhựa nhá, nhựa hai bên cánh yếm này. Đấy. Đấy là có tỉa. Đấy, anh em nhìn này, hàng nó có tỉa qua. Đấy còn nhựa bên này là zin, một bên zin bên tỉa là anh em nhìn thấy sự khác biệt không? Nhìn trên máy chắc hơi khó thấy đúng không? Nhìn ngoài là sẽ thấy được đấy ạ. Đây trên này và bên này. Rồi, quay một vòng, yên bọc lại này. Đấy có tỉa nhá, có tỉa qua phần nhựa, rất khó tránh được những xe từ 2017 đến giờ. Máy vẫn đang nổ nhá. Rồi. Vâng. Đây còn quay bên kia. Bẩn máy một chút nhưng mà là động cơ zin nguyên bản. Đấy các bác nghe những cái Exciter máy zin này. Đúng không? Được. Rồi. Vâng, anh Lê Tiến Tùng ơi, chờ em một chút em sẽ lên xe Elite cho anh nhá. Em vừa bảo Đức rồi ạ. Exciter 21 Yên Bái mua trực tiếp của chính chủ. Vâng, tháng 8 2017, giá để cho anh em mình là 18.500.000. Các bác nhìn 18.500.000 đấy ạ. Những cái để chân này. Đấy, hoặc là những cái bô này. Đấy, những vết xước nhẹ một chút ở đây này. Đấy, là nó đều nguyên bản. Chủ xe có lắp một cái chống đổ nhá. Nhưng bên em bỏ cái chống đổ ra nên là cái ốc này nó là ốc mới vào của bên em thôi. Chứ còn nguyên bản nó có một cái chống đổ ra ngoài nhưng mà nhìn nó hơi vướng nên bên em bỏ đi. Những cái cao su này, những cái đuôi này nó đều nguyên bản hết từ những năm 17 đến giờ. Đấy, chủ giữ như thế là anh em thấy cũng rất giá trị. 18.500.000. Hoàn toàn các bác đang mua quay có thể thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhu cầu, chuyển sang xe côn, trải nghiệm mấy năm để cũng thôi cũng gì là mình biết chơi, biết trải nghiệm 3-4 năm lại bán, mua quay sau, mua xe ga sau, đúng không ạ? Chứ làm con mới bây giờ gần 50 triệu mà các bác đi 3-4 năm xong bán thì lúc đấy hơi tê, thật sự là hơi tê. Nó cũng vẫn là động cơ 150, nó vẫn là hàng côn tay thôi, mà mình chạy côn thì mới đi, cứ làm con cũ này coi như nhiều bác đi còn bị lỗi cơ, nhiều bác đi xe côn mới là bị lỗi cái phần côn ra ga vào ấy không hợp lý là nó bị phải thay lá đấy. Đấy đúng không ạ? Anh em nào mà trải nghiệm lâu rồi em không nói, nhưng bác mới chơi xe côn mà côn không khéo là khả năng là phải thay lá côn liên tục. Đấy nên là cứ làm con xe cũ nó không sót các anh ạ. Sau mình kinh nghiệm đi tốt mình làm con mới, hoặc sau mình cảm thấy chán xe côn mình chuyển đổi nó cũng không bị những cái ấy, gọi là quá đau về cái sự lỗ. Dòng này là lỗ đấy, không vâng. không nhẹ nhàng đâu. Dạ. 18.500.000. Đúng rồi. Vâng. Bao dọn đẹp. 2017 ạ. Vâng. Là đổ xăng lăn bánh. 29E1 31602 các anh chị nhé. Chính chủ. Nào. Đúng rồi. Vâng. Chốt cọc thì inbox luôn cho bên đúng em rồi. Ạ. Vâng. Có thể mình sang tên đổi chủ hay muốn nhu cầu thế nào hoàn toàn hợp lý hết. Bên em sẽ hỗ trợ thủ tục các anh chị nhé. Vâng. Rồi, Exciter, các bác quan tâm đến những dòng xe nào tiếp theo? Hỗ trợ thủ tục cho các anh ạ, còn các anh thêm phí hộ em nhé. Anh Đỗ Ngọc Thường có Fuel 1 và Fuel X xe đẹp. Fuel 1 xe đẹp thì tối hôm qua em về lúc 8 rưỡi tối và cũng thật sự chia sẻ là giờ đấy không kịp lên live là cũng có một anh đã cọc vào gần nửa đêm thì phải em không nhớ. Một chiếc của chú Khá bữa trước có lên biển 26 từ Sơn La xuống đấy. Đấy. Nên là thôi. Hỏi Quay Thái một X không, Quay Thái thì hiện tại nhà em không còn anh ạ. Anh Đỗ Ngọc Thường, vâng, không còn Dream, vâng. Anh Hà Tuyên ơi, con X-Size vừa xong nó là 18.500.000 anh nhá. Đúng rồi anh ạ, hàng có dọn dẹp phần sơn thôi anh nhá. Vâng. Anh Nguyễn Hiền bổ xẻ rồi, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn rất nhiều các anh em ở trên live đang ủng hộ và bổ xẻ cho bên em. Vâng, chị Hạnh Trần ơi, xe 7 triệu bên nhà em có chị ạ, chị inbox. Sirius này nó hơn một chút thôi, tí nữa anh em đón xem. Nhưng mà hoặc là 50cc, những chiếc coupe
giá chiếc này thì nó phải cao vì nó là bản Ali 2022. Đấy, nó Ali này em giải thích nhá. Gọi là hàng nó sẽ được thiết kế, từ thiết kế luôn. Các bác nhìn kỹ cái dòng này, đèn tròn. Đấy, nhưng mà tay bao giờ nó cũng rộng rãi, cộng với cái yên bao giờ sau nó cũng tót lại, nó cái dòng đuôi này rất là giống là Cúp 125. Đấy, nó lấy hơi hướng từ những phiên bản Cúp 125 ra nên được nhiều các anh em tin dùng và chọn lựa. Hàng thì bác cùng xem một vòng. Đấy. Vành đúc, vành kiểu đúc nguyên khối nhá. Nhiều các bác quả đúc này nó nhìn nó trông nó đẹp đúng không ạ? Gọi là cứ như CNC cắt đi. Đấy, nhìn nó liền thế này, có nhìn thì đẹp. Đúc cái này xứng đáng này. Mỗi tội là thôi mỗi lần mà hỏng thì mình phải thay cả bộ. Quả nan thì hỏng nan nào thay nan đấy, chứ đúc này mà hỏng là cả vành. Dạ em chào anh Phong Trần. Ali, Tống Ali 2022 bản sân new. Vâng. New đó, mới. Biển số xe là 29AB23581 ạ. Chủ đầu tư quả thụt nhá, trông có vẻ là hầm hố thì chắc là mất khá tiền đấy. Tiếp theo là quả bô 2543 nhá, riêng quả thụt và quả bô này. Về nói là độ nhưng bác nào trong nghề thì không lạ gì, 2543 dòng này bây giờ cứ nhẹ nhàng thì cũng phải tầm củ 2 mới tinh. Đúng không ạ? Tháo xe mua lại thì em không nói. Củ 3 cơ chứ củ 2 chứ không mua được. Đấy, đôi thụt này thì nhẹ thì cũng đơn giản thì cũng phải tầm khoảng mấy loét rồi, thế là thôi sơ sơ chủ cũng phải đắp vào đây 2 triệu. Đấy là việc của chủ. Còn thôi, em cứ trên line này nhẹ nhàng đơn giản, anh em nào quan tâm. 9,3 triệu cho anh em sử dụng. Đấy, 2022. Anh chị cân đối dòng xe Way vừa xong với dòng xe Coupe này thì biển Hà Nội 9,3 triệu 9,3 triệu. Rồi, anh em 9,3 triệu một chiếc Coupe Ali 50cc ạ. Màu đen sần nhé các anh chị nhé. Biển số Hà Nội ạ. Ta máy còn nguyên bản. Yếm áo còn nguyên hết. Chiếc này chính ra là chưa dọn. Nếu mà dọn thì cái mặt kính này khả năng là bên em cũng sẽ phải thay. Nó hơi dạn với cái mặt kính, đúng không ạ? Đấy, chưa có dọn dẹp gì. Cái chỗ này là kia là có cái gì nó rơi vào thôi. Chính xác là chưa có tem kỹ thuật dọn đâu. 9,3 triệu các bác nhá. Cũng chưa bao dọn đâu. Anh em nào có nhu cầu dọn thì phải đầu tư thêm. Thì đến đâu thì em sẽ tính đến đấy. Nhiều bác còn thích về nguyên bản cơ. Thì cái bô hay là cái thụt nguyên bản thì các bác có nhu cầu. Nhưng em khuyến khích hàng này nó là hàng xịn. Bô 2543 nó quá nổi tiếng rồi, các bác lắp bô tàu vào làm gì, có 200-300 nghìn cái loại tân hòa không giải quyết gì, đúng không? Thế cứ làm hàng xịn, chị cứ để được nguyên cái bô với cái thụt này là rồi được đấy ạ. Thụt mà ngại màu thì mình đổi màu cho nó nhẹ nhàng, nhưng mà thụt này tốt đấy, anh em đi nó quá chắc chắn luôn đấy, nhìn chắc chắn rồi. Giá hợp lý nhá, 9,3 triệu đúng rồi. Rồi bô beo 2543 nghe nó như xe Honda luôn, chứ kém gì đâu. Hàng nó là Tống Ali liên doanh với nước bạn. Đấy. Cái là thôi, họ cũng vào mấy đồ ngon, đồ xịn rồi. Còn về xe cơ bản vẫn liền lạc, không lỗi lầm gì. Rồi, các anh em còn những thắc mắc hỏi câu hỏi gì không ạ? Có Vec 3 đời cao, anh Phương Thắng. Có chứ anh, em có cả những chiếc 2018, 2019, 2020. Đấy. Có anh hỏi là có xe AB125 160 lướt 2025 không, giá sao? Có luôn, em có những 2025 chiếc 2025 cơ. Ai dạ? Làm sao ra được? Bây giờ mới 2025 rồi, tháng 10 2024 nó mới ra được mẫu của mới anh nhá. Chưa đến ạ, chưa ra được. Truyền cây cảnh chào chú Diệp. Vâng, em chào anh. Vâng, anh chia sẻ giúp em nhá. Cảm ơn các bác đang trên live ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên. Anh có thể đổi vành anh nhá. Đổi vành thì các thầy anh có thể thêm chi phí hộ em ạ. Nhưng mà dòng này các bác ạ, để vành đúc, nếu không vành đúc phải là vành tăm dày, mà vành tăm dày thì không rẻ chút nào đâu. Nên các bác cứ nghe em, cứ để nguyên quả vành này nhìn nó càng khỏe khoắn chứ làm sao đâu. Đúng không? Đây là vành nguyên bản của nhà máy, còn mình nhu cầu thì nó là vô cùng. Đấy, nhưng mà em khuyến khích các bác cứ để nguyên bản giúp em. Dạ. À, có một chiếc mới đây rồi. Quê ha, cháy hàng suốt trong những ngày tháng vừa rồi đây. Đã có ra mắt. Bên nhà em có rất nhiều khách hỏi Quê 110 ạ. Anh em nào mà đang có mặt trên này mà đã hỏi bữa trước em không lên được. Đấy, hoặc là báo hết thì anh em có thể cùng xem với em chiếc này nhá. Vâng, tiếp theo là một chiếc Way 110 2021 các chính anh xác. Nhá. Vâng, 2021. Biển số xe là 29C1 ạ, 92311 ạ. Các bác nhìn cái phần nhũ đây, phần nhũ này, nhũ ốc trục này, còn nguyên bản hết. Đấy, cái dòng Honda đời mới này, nhũ nó thế này đẹp này, chân nan vành bánh các bác nhìn này. Đấy. Cả bánh này, cả chỉ mới chút càng ở trước thôi. Đấy. Càng chỗ này thì không tránh được rồi, nó có một chút chút hơi lỗi một tí nhẹ đúng không ạ? Trục giật này, đấy, nhựa này, các bác nhìn này. Cả cái xe thì có chỗ cái càng đấy, cái chỗ hộp xích này này. Rồi, một chút, đúng không? Còn phần nhựa vẫn đều. Động cơ 110, phiên bản Way A vẫn được mệnh danh là một trong những mẫu Way đẹp về dáng. Còn động cơ thì phổ thông rồi. Dáng nhá, em đang nói chia sẻ về form dáng hình thức ấy, thì dòng Way A110 này được đánh giá là ưng ý nhất với các bạn trẻ, và cũng được nhiều các bạn thanh thiếu niên chọn lựa làm những chiếc xe đi lại liên tục
của mình. 29C1 92311. Rồi, để em cập nhật xem đã lên được bảng giá chưa. Đây rồi, hàng mới về các bác ạ, đời 2021, giá trên like thôi để anh em mình chia sẻ. 14.800. Giá rẻ quá nhỉ. Tóm lại 14.500 cho nhanh gọn. Đây anh em ạ, hàng coi như là để cho nó quá là hợp lý. 2021 14.500. Có sơn nhá, sơn các cái lòng yếm trong này hay là thay những cao su để chân thôi, về hình thức các anh em thông cảm cho bên kỹ thuật em được dọn dẹp làm sao đến lúc giao xe cho anh em nó là ngon, nó là đẹp. Đấy, còn về máy móc động cơ cơ thì nó mới là những cái quan trọng, thì em bán em báo luôn, nó là động cơ máy nguyên zin các bác nhá. Đời 2021, máy nguyên zin, càng không tai nạn. Dạ. Những chi tiết sơn si thì cho phép bên em được sở vang. Vâng. 14.500 với một chiếc Way 110 2021 các anh chị nhé. Biển số xe là 29C1 ạ, 92311 ạ. Rồi. Dạ. Nó thì được cái giá rẻ, nhưng mà nhược điểm thì thôi, nó cũng có những cái nước sơn lại khá nhiều, như hai lòng yếm trong hay là cái phần sần này nó còn đang hơi đuối này. Caramel có thể quay vào đây, chắc là đang trong quá trình dọn dẹp chính xác nhất. Đấy, những cái đồ sần hoặc những cái đồ sắt si như em vừa tả ở bên này. Đấy, nó chưa được gọi là căng mọng đẹp như được như kỳ vọng. Đấy, chân nan vành sau, Meyer sau nó cũng gọi là xuống một chút. Chủ nhìn chung chưa phải là tốt chủ giữ. Với những cái nhựa bị sơn lại hoặc nhũ chưa được sáng thì đấy là chủ chưa giữ. Còn về máy và càng khung thì em vừa cam kết rồi, nguyên zin, không cong lên cong lệch. Đấy. 14.500. Vâng. Anh em nào đam mê Way thì bỏ qua chiếc này cho em. Có anh Tuấn Vũ Đình hỏi Vision 15 triệu có không? Như có ạ, em có một chiếc màu xanh mới là hơn 16 triệu, còn chiếc màu đen là 14.800. Thì chiếc màu đen hình như là có bạn cọc thì phải, đúng rồi. Đấy. Thế có nghĩa là phải lấy hơn 16 triệu cho em. Màu xanh đẹp anh ạ, đời 2014 cơ, đấy form dáng mới. Anh Phương Thắng cho xem con Vespa đi. Dắt Vespa xuống Đức nhá, Vespa. Có luôn đấy ạ, anh Tài Minh. Chỉ cả mấy con Elite nhá. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, Elite thì còn một chiếc 4 bánh thôi. Anh Kiên có xe đờ gym không, anh Kiều Dân? Cho 1-2 chiếc gym nữa. Đấy rồi, anh Nguyễn Mạnh Hùng hỏi có Supreme đời cao có con nào không em? Không còn anh ạ. Đời cao 22, 23 thì... Xe này biển Hà Nội anh Quang Minh ơi, hợp lý đấy. Vâng, 14 năm. Anh Minh Tiên Sinh. Anh Thành Ngân, anh hỏi con quay này đúng không anh? Nó là 14.500 anh nhá. Vâng. Sega Elite lướt không? Không còn. Lướt thì em hiện tại thì Elite thì không còn anh ạ. Con nào AB màu nhạt đen nhám. AB màu đen nhám bên nhà em có anh ạ, à. Anh có thể inbox vâng. của em nhé. Hôm qua mới like 40 triệu. Đúng rồi, 40 phải. 2024 để 2023 hay sorry 2023. 2023 các anh em nhé. Đăng ký 2024 thôi. Dạ. Rồi, các bác thích màu đen thì xem cái bữa like hôm qua, còn nhiều bác thích màu đỏ thì có ngay lên đây. Có anh chị nào ưng màu đỏ thì xem một em xe này nhá. Rồi. A và LED 125/2022 ạ. À. Hàng các bác màu nhìn đỏ qua. Đen đây ạ. Nhìn quả càng này. Hay ốc trục này đúng không ạ, hay là cái lốp này còn nguyên bản luôn, bác nhìn quả lốp zin dày chưa, uy tín quá. Nhìn cái thông số ăn xăng này 1,99 rất hợp lý đấy, cái zin nó zin từ cái dè, cái đèn hay phần nhựa các bác nhìn thấy này, hay cái tem này này, hay cái gầm nhá, cái phần gầm xước một chút bên em đã để nguyên này để các bác thấy sự nguyên bản của xe đấy, có một chút xước nhưng nó là nguyên bản đúng không ạ. Để chân trống này các bác nhìn dày mép chân trống này đấy. Rất dày dặn, phần nhựa để chân cũng thế, các bác thấy được không ạ? Đấy, nhiều các bác là hay bị vẹt mất một tí này do mình va quệt thì ra máy này vậy này. Những cái ốc sao của xe nó còn nguyên bản, chữ Honda nó còn khắc nổi dập nổi này. Hay bưởng lát đều nguyên zin và đẹp hết. Đấy, các bác nhìn. Dạ. Biển số xe là 22i1 ạ, 28159 ạ. Vâng. AB bên hiện tại Hoàng Kiên nhà em không ít một chút nào, rất nhiều, đủ các màu và form dáng, kể cả các biển. Đấy, chiếc này thì đến từ 22 Tuyên Quang à. Đúng rồi. Đây, anh Bình Yên ơi, chờ em một chút em báo giá luôn nhá. 33 triệu anh ạ. Vâng, những 33 chiếc, triệu đây anh. Những chiếc xe Honda thì cũng thôi chia sẻ thật sự với các khách hàng là cái giá thì cũng không thể kỳ vọng lãi quá nhiều được. Bản thân nó nằm trong top xe giữ giá, cái độ thông dụng, độ phổ thông đúng không ạ? Mỗi nhà gần như ai cũng có sử dụng một cái xe Honda quá phổ thông, quá thông dụng. Đồ đạc thay thì nhiều anh em chia sẻ là có thể ở vùng nông thôn hẻo lánh cũng vẫn có đồ cơ, nó thông dụng, nó dễ sử dụng đến thế nên là cái độ rơi giá không nhiều. Anh cứ mà trả rẻ là họ sang bên cạnh họ bán ngay đấy, các anh em chia sẻ như thế thành ra nó không thể lãi được nhiều với những chiếc Honda các bác nhá. Em lưu thông trên đường em thấy hầu như là 10 người 9 người là đi dòng Honda các anh chị ạ, dòng cứ rất là bền và
nhiều đồ dụng không dụng luôn ạ. Có thể chạy chưa chắc đã chất bằng Yamaha, thật sự đẹp chưa chắc đã rằng bằng Vespa. Đấy, sang trọng thì cũng chưa biết được, SH thì thôi có thể, nhưng mà nhìn chung là cũng không thể lại được với những chiếc Vespa sang trọng. Đã. Nhưng mà cái độ phủ sóng của Honda công nhận là ác liệt, anh em công nhận không ạ? Em thấy ai thế, đủ các loại ga số, quá là ăn sâu vào tiềm thức anh em ngoài ngoài Bắc là chính xác nhất. 33 triệu, hàng nó là siêu lướt. Đây em chia sẻ cây số luôn, km, các cái thông số trên xe, các bác có thể xem phím bấm đồ đạc, các bác nhìn từ phím đề, phím còi, gọi là nét căng. Anh Phạm Văn Nhanh hỏi có xe Jeep không ạ? Xe Jeep bên nhà em có anh ạ. Đúng rồi, anh đang quan tâm đến mẫu đời nào có thể chia sẻ? Có. Dạ. Có cứ một vài chiếc ở đây trước đã, em đang định bảo Jeep, Đức bảo là cứ từ từ đã. Vẫn còn rất nhiều, còn Jeep nữa, hứa lên là cố gắng, lợi ích đã ra rồi. 33 triệu, ok, hàng rất đẹp. Phải làm chiếc Lít 2024 800 cây này đi cho nó rực rỡ nè. Rất lâu rồi mới ra một sản phẩm lại Honda, đấy. Ý em là lâu rồi ra sản phẩm mới cơ, 2024 mà chạy tính 100 km, có nghĩa là chưa hết Honda đâu nhá. Bác nào lấy thì lưu ý cho em về là phải chạy thêm hơn 1000 cây nữa. Xe này đi rất là ít cây chị ạ, 2024 đúng không ạ? Chính xác, 2024 tháng 5 thì phải, các bác nhìn nhá. Những cái chi tiết từ cái đây này, đúng không ạ? Nó mới này, nó quá mới luôn, cái đĩa này. Ôi, sờ không thấy được. Đấy, các bác nhìn 18-24 từ lốp luôn nhá. Đấy. Vành thì các bác nhìn này chưa lỗi một tí nào luôn. Nhiều khi các bác ạ, mua xe nhá cũng phải để ý. Lon hơi đi vào ổ gà sập vành, sau này nó hết hơi dần. Đấy là cũng là lỗi rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn cái mép vành xung quanh này. Nó tròn trịa, nó không một lần vam lần mở lốp luôn, nên là nó quá đẹp, chưa vá một lần nào. Những cái độ này. Thế thì rồi 800 km thì tả sợ hơi thừa thật. Nhưng mà anh em đấy là em muốn nhấn mạnh những xe khác. Còn chiếc này thì đúng là chỉ lo tìm ra lỗi, các bác yên tâm đi. Đây lên công km để xem uy tín. Gọi là tuyệt đối rồi. 807 km các anh chị nhá. Xe đi quá ít đấy ạ. Đúng chưa đi hết Honda luôn ạ. Biển số xe nó là 29BC ạ, 04911 ạ. Rồi. Hàng của 24 bản đèn led 2 tầng, bản có Premium Edition. Đấy, đèn led 2 tầng, hai khóa đầy đủ, ốc chụp chưa dùng này, đầy ốp này. Đây các bác nhìn nhá, tiếp tục một cái thông số nữa. Gáy các bác xem rồi, lốp các bác xem rồi, thì đây là tem sản xuất, các bác xem lốt 2024 hay là cái phần mỡ bò của trong cổ khóa cốp vẫn còn zin. Đấy, từ cái tay sách các bác nhìn chả một vết xước gì. Đấy, túi đồ nghề vẫn chưa được sử dụng, chưa được mở ra. Đấy, quá hợp lý, hai gương hai khóa full option. Không lỗi lầm, chính xác là không lỗi lầm. Dành cho các chị em thích những chiếc xe cúp rộng. Nặng quá. Lành, bền. Nhung thì xem có cân đối đổi không? Đang đi lít 110 2010 hay 11 gì đấy. Anh em xem có nên tư vấn không? Bán xe các anh chị có ủng hộ em nhiều chứ chắc em cũng đổi lên cái xe này đấy ạ. Rồi, vì nó quá hợp lý các bác ạ. Vì động cơ 125 tiết kiệm nhiên liệu, hàng Honda, cúp rộng để đồ nhiều. Mà cái trọng tâm xe thấp thì cái độ an toàn nó sẽ cao, nó không bị tròng trành trên cao, nó thấp mà. Đấy. Nên là cái độ tính an toàn của lít Honda nó gần như là tối ưu. Ngoài cho các chị, các bạn trẻ, còn cho các mẹ bỉm sữa hoặc một số những chị bầu bì mà cảm thấy cần an toàn cũng nên cân đối sang lít giúp em. Nó cực kỳ lành và an toàn nhá. Giá thì thôi, 800 cây cũng chia sẻ với các bác, không rẻ được tí nào nhiều lắm đâu, nhưng nó là hợp lý. 42.800.000. Vâng. 42.800.000 với một chiếc Lít ha, màu xanh tím 2024 ạ. Rồi. Biển số xe 29BC04911 ạ. Hợp lý quá nhỉ. Vâng. Xe rất còn đẹp chứ các anh chị, chưa này, một vết xước luôn đấy ạ. Nhìn rất bóng, không có thể soi gương luôn đấy ạ. Chính xác là soi gương được. Chả chê, không chê được cái gì cả. Có chăng là giá, có chăng là giá, nhưng mà thôi 2024 nhá các bác nhá, tháng 5 2024 toàn bộ linh kiện của xe 2024 hết, nên là tôi cũng phải chia sẻ nó là dịu nhạt. Bán cho anh em nào quan tâm đến những chiếc xe lướt giúp em. Chứ anh em mà nghe giá thì nhiều anh em sẽ là tung đá đấy. Nhưng mà thôi, chia sẻ nó là hàng lướt, em mua cũng phải thi đấu. Các anh chị nào mà cũng có thể là ngại đi đăng ký, cũng có thể làm mua cái xe này cũng được đấy ạ. Như giống như em thì em cũng ngại đi đăng ký đó. Thì chờ đợi rất là lâu, thôi mình cứ làm tạm xe này đi cũng được anh ạ. Nó đi rất là bền. Rồi. Đây, tiếp theo nhà em sẽ lên chiếc LX Vespa LX đây ạ, 3VIE nhé các anh chị nhé. Chính xác, bản máy 3V, một trong những cái mẫu xe từ những năm 2013 của Piaggio đầu đưa công dụng máy 3V vào trong sản phẩm. Ưu điểm nó sẽ là đề êm hơn. Những đời trước, sau đó là tiên nhiên liệu nó cũng tiêu thụ ít hơn những đời trước 2013. 15. À 15 à.
Ồ, mới thế nhỉ? Chiếc này mới. Đời cao luôn đấy ạ. Ồ, chính xác. Thế thì hip hop đây các anh em ơi. Hip hop đấy, không phải chiếc em mua để em check. Đúng rồi, đây mặt nạ đời cao này các bạn này. Đấy. Từ 23 bắt đầu ra mẫu này. Logo còn zin này. Sinh nhan còn nguyên bản. Các cái chiếc V3 nhé, các bác nhìn kỹ sẽ thấy này. Nó có chiếc V3 ở đây này. Đấy, nó dập nổi luôn. Nên là hàng nó nguyên bản. Đây, từ cái mạ này nó cũng là mạ chống gì như nó. Phần sơn đỏ, sơn zin rẻ này các bác thấy này. Đẹp đúng không? Quá đẹp. Từ thiết kế nhá, thiết kế của V3 thì xe vẫn đang nổ nha các anh chị. Quá hợp lý rồi. Vâng, biển số 37. Xe là 37D169294 ạ. Phải chăng là cái biển thôi anh các anh chị nhá. Mình có thể là mình không quan trọng về biển ấy thì mình cũng làm có thể làm xe này được ạ, hoặc là nếu mà mình muốn rút hồ sơ thì bên em vẫn hỗ trợ thủ tục ạ. Rồi. 2015, ưu điểm là đời cao, đời chót của dòng 3V. Sau đời này nó ra máy iGate và đến hiện tại bây giờ cũng chỉ dùng đến máy iGate thôi. Nhược điểm là em nghĩ là biển 37. Đấy thì cũng phải chia sẻ luôn để anh em có thể nắm bắt được. Máy nguyên bản, các bác có thể kiểm tra qua cái ốc cổ hút này này. Đấy, thường là cái ốc này vặn nó sẽ tét này. Đấy, hoặc là ốc mở cam thì ở đây. Đúng không? Phần chế FI đây. Đấy, động cơ nó cũng rất là mở, gọi là thoải mái, có thể quan sát nhìn rất là dễ. Màu đỏ dành cho các chị em mệnh hỏa, những chị em mà thích những xe thời trang, những xe gọi là sang chảnh, thì những form dáng của V3 này đáp ứng tuyệt đối. Giá thành trên line 14 triệu, chia sẻ với những chiếc 25 giá này là thật sự rất hợp lý. Quá hợp lý đấy ạ. Có chăng thì là cái biển thì thôi, cố gắng mong các bác chia sẻ để về được đúng tỉnh của em, biển 37. Hoặc các bác có thể rút hồ sơ sang tên, hay các bác không quan tâm đến biển, muốn xe đẹp cứ trải nghiệm. Hàng đã dọn dẹp xong xuôi ngon lành, đúng không ạ? Nhìn các bác nhìn thấy dáng đẹp không? Riêng V3 dáng quá là đẹp luôn. 14 triệu với một chiếc là V3 LX3VE ạ. Biển 37D169294 các anh chị nhé. Các anh chị nào cùng tỉnh hoặc các anh chị nào mà không quan trọng biển thì làm luôn xe này thì cũng được đấy ạ. Và rất là hợp lý giá luôn đấy ạ. Em xin tập comment các anh chị anh nhé. Việt Mai Quốc, anh mua xe gây rõ ETM. Em không hiểu là xe gì, anh nhắn tin lại giúp em nhé, nó lại mất dấu. Lên anh... CD, vâng em lên đây anh Trung vâng, Đức. Anh Tuyên Quang có X-Size không? X-Size bên nhà em có rất nhiều nhá, anh có thể comment vâng. Hoặc lại cho các bạn sẽ đủ gửi các lại đời. Cho các anh ạ. Anh Nguyễn Hiền xe, vâng anh nhớ được xe này, nhà em cũng khá lâu. Anh ạ. Anh xin đừng quên tôi, con lít vừa xong nó là 42.800.000 anh ạ. Đời 800 cây, vâng 224, 800 cây. Chúc xem máy Hoàng Kiên buổi trưa vui vẻ. Vâng, à, em cảm ơn anh Hùng Lưu Vinh cũng như rất nhiều các anh em đang chia sẻ giúp bên em. Anh em còn cần những sản phẩm nào? Đấy, lưới có The Gym em cũng đã ra. Sản phẩm nào anh em có nhu cầu có thể báo để em báo Đức đưa ra để phục vụ anh em trong buổi live sáng ngày hôm nay nhá, để anh em có thể chọn lựa nó dễ. Chiếc xe nhà em là cũng như chia sẻ trên dưới 500 xe. Mỗi buổi live có 20 xe thì thật sự là để phục vụ hết được lượng xe là rất khó, không thể. Đấy, chỉ có thể là phục vụ theo nhu cầu của anh em, cố gắng sát nhất có thể thôi ạ. À. Anh Messi ơi, bên nhà em Lu VS thì hiện không còn anh ạ. Đúng rồi, cùng dòng đấy anh có thể trải nghiệm ra Ultimo hoặc Noza của Yamaha sao. Chính ra Yamaha có rất nhiều xe ga ở phân khúc dưới và trên 10 triệu. Các anh hoàn toàn có thể thay đổi form dáng và sở thích một chút. Nhà em còn đang có một chiếc Novo 6 rất ấn tượng với cái giá cũng chỉ ở 13 triệu hơn thôi. Novo 6 các bác nhá, các bác có thể tìm hiểu dòng đấy. Dạ, anh Doanh hỏi con lít đấy là đời bao nhiêu, nó là 2024 anh ạ. Dạ vâng, rất à, mới đấy ạ. Mới đi được 807 cây. Rồi, anh em chia sẻ giúp em để đến với chiếc Gym tiếp theo nào. Hỏi Gym Việt, em có Gym Việt đây. Những chiếc Gym Việt đời 2012. 2012 ạ. Cuối 11 thôi, 149, 15 mới ra 12, 15, 16, 17. Đây các bác này, cái bệnh của dòng Jeep Việt đời 11, 12, 12 thì các bác không thể tránh được cái bệnh gọi là zoom của phần nhũ. Đấy, có thể mình giữ cẩn thận, nhưng mà do cái điều kiện khí hậu ẩm ướt cũng như hay nồm thì cái việc nhũ nó tự bong chóc cũng là cái việc nhiều bác còn đồng cảm luôn. Thôi, chấp nhận. Đấy, những cái chân nan này này, nó mất một cái điểm chân nan, còn lại không có vấn đề gì. Đấy, máy còn các bác nhá, phần máy còn nguyên bản. Đấy, máy thì zin, giòn cờ vẫn còn. Ra máy, đấy là cái bệnh tiếp tục giống cái bệnh của càng, đều là một phần nhũ và bị rôm. Còn những phần còn lại nó không rôm thì nó cũng bị xuống màu một chút, như những cái phần hộp xích hay ốc trục, trục trước, trục sau, đấy, trục trước sau các em. Đấy, lườn
qua một lớp ni lông rồi. Đây là đang dán một lớp ni lông, anh em có thể thấy. Và đang xe đang nổ đây anh chị ơi. Nhựa là zin nhá. Biển số xe là 89L105623 các anh chị nhá, zin Việt 2012 ạ. Đây bạn báo giá cho các anh chị nào. 27 triệu, dạ vâng, 27 triệu cho một chiếc 2012. Ưu điểm nó là đời zin Việt đời 2012, đời cuối. Những chiếc zin Việt đời cuối máy nó sẽ bốc, đúng không ạ? Nhựa thì đang còn nguyên bản và được bảo vệ bằng một lớp ni lông, nên các bác nhìn cái phần nhựa nó hơi bị bong bóng nhưng là do ni lông thôi. Đây, chỗ này đã rồi. Nắp bình xăng bị sơn mất điểm quá, và nóc bình thường kém rồi, tai được. Đấy. Nhược điểm là chiếc này phải nói đến phần nhũ. Nhựa được, máy zin. Đấy, để chia sẻ luôn, máy nó có 3 thứ. Hình thì gồm 2, nhựa và nhũ, động cơ và máy. Đấy, tức là máy và hình. Hình gồm nhựa và nhũ, thì chiếc này mất nhũ được nhựa. Đấy, em chia sẻ để các bác dễ hình dung nhất, đúng không ạ? Còn máy ok rồi. Với cái máy 2012 zin gioăng cờ vẫn còn, thì nó sẽ đảm bảo cho các bác có những cái trải nghiệm chắc, chất và bốc ở những dòng zin Việt này. Đầm và chất hẳn thì những đời cũ nó có thể đạt được tiêu chí cao hơn, nhưng mà bốc thì những đời zin Việt 2012 này có thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của anh em chơi zin. Thì mong anh em nào 27 triệu, anh em nào không có lăn tăn thì có thể lấy về xong thì xử lý qua một vài cái phần nhũ, hoặc là những bác cũng thôi, tao cũng chỉ cần một chiếc zin Việt nguyên bản máy móc để có thể 27 triệu anh ạ. Vâng. Mình cân đối rồi. Zin Việt Nam 2012 hàng máy zin, nhớ xem là máy zin. Cố gắng quay lại lườn và gầm những cái vị trí rất quan trọng đối với những chiếc zin Việt. Quay bên đấy, các bác nhìn quả lườn quả gầm uy tín không, quá đẹp. Đấy, nó chỉ bị lỗi những cái phần sơn ở phần trên do chủ có thể là sai sách trong việc tự đi sơn xịt ở một cái lớp hoặc một cái quán hoặc ở đâu đó rồi thiếu chuyên nghiệp để lắp bình xăng. Đấy, tự lỗi chứ gầm và lườn là duyệt nhá. Có cái phần nắp bình xăng và nóc cộng với cả nhũ càng ra máy thì thôi, tóm lại là nhũ nó hơi đuối một tí. Còn anh em nhìn những cái chi tiết này, đấy, nó nguyên bản nó đẹp thế này, cộng với phần nhựa này. Đây là những điểm cộng rất cao của xe, dẫn đến bên em mua cũng không rẻ một chút nào đâu ạ. Đấy, 27 triệu. Vâng, mất phần nhũ bác ạ, nhũ ra máy và càng. Đấy. Cái đời 2012 này nhiều cũng không tránh khỏi được anh. Rồi, còn rất nhiều nhá, bên trong cửa hàng em được anh em ủng hộ zin cũng không ít. Đấy các bác xem ngay bên trong có những khách hàng đang đến tìm zin, vẫn nhiều zin lắm. Chiếc này treo cả mũ là của khách hay của nhà đây? Hay là đây sao ấy? Rồi thôi anh cứ để đây em bán khuyến mại luôn cho khách nhá. Rồi, anh em nào mua xe này là có mũ bảo hiểm nhá. Lúc bán là phải đòi luôn mũ bảo hiểm kèm theo đấy. Anh màu khách hồng đến xem. À. Nhưng mà thấy quý Hoàng Kiên nên là để tặng luôn mũ để cho khách sau. Ô lại cầm được. Cái xe đấy ông mẹ về. Con là đắt cả. Hơi đắt đúng không? Zin hơi đắt. Thôi nó phải là dành cho những bác nào chiến thắng. Nó là thi đấu anh em ạ, à. Những cuộc mua cũng vậy, em mua xe cũng vậy. Cuộc giải Chùa Hà nó phải rơi vào 30-40 quán. Mình thi đấu chỉ cần đuối một tí hoặc không có gấu một tẹo là thôi lại mất ạ. Ông sau ông hớt mất. Đấy, nên là quá trình mua cũng là cả một vấn đề. À, chính ra bên em sếp hay bảo bán thì này có thể đơn giản, được test hết quá trình rồi. Bán hàng đưa giá, một cái barem giá cho khách hàng. Nhưng mua nó là đấu tranh vừa công tác tư tưởng cho khách, để khách nắm bắt được cái giá chính xác nhất, để khách có thể thuyết phục khách đấy ạ. Đấy, để khách bán và phải thi đấu với các thợ đầu toàn sỏi nữa, nên nó hơi rườm rà một tí. Đấy là mua anh em nhé. Rồi. Vâng, anh nơi đâu tìm em ơi, xe zin vừa xong đấy là bên nhà em bán 27 triệu anh nhé. Anh Văn Cường hỏi AB125-2019 có không? Bên nhà em anh có Trọng nhỉ? Nguyễn. Em có màu đỏ, màu đen ạ. Yếu anh cái kiểm tra anh toát ra anh vào lại giúp em nhé, em vẫn thấy được. Có con quay thái bán rồi anh Nguyễn Dũng ạ. À, vâng. Anh Nguyễn Dũng. Nguyễn hỏi con X-Size này bao nhiêu tiền anh ấy chờ. Rồi anh xem cùng với em luôn. Vâng. Tiếp theo nhà em lên một chiếc X-Size 135 ạ, 2014 nhá các anh chị nhá. Biển số xe là 35N1 ạ, 61877 ạ. Vâng, những chiếc 135 mà bảo bản màu xanh GB các bác thấy không? Với Exciter nói riêng và Yamaha nói chung thì xanh GB nó là màu biểu tượng đến nơi rồi. Rất nhiều sản phẩm và gần như là các anh em nó cũng không có bị lẫn hoặc bị các cái dòng xe khác gọi là la lái theo, vì nó rất gắn liền với Yamaha và Exciter 135 nói riêng. Đấy, cái màu xanh ở bên các bác thấy công nhận là đẹp không? Trắng nhiều, có nghĩa xe 2014 rồi. Đấy, đời chót cuối cùng của những bản máy 135.
Rồi, máy là còn nguyên luôn. Đấy các bác ạ, động cơ nguyên bản. Hàng sơn zin, tem zin nguyên bản đẹp. Đấy, những cái xe, một vài những con ốc nhá. Đây có thể chia sẻ những các cái ốc này, những các cái ốc này. Một vài những ốc thì có thể là chủ đầu tư ốc mới. Đấy, có thể là trước là ốc độ thì khách chủ không thích thì thích về ốc zin nhưng mà mới mà. Thì thôi, cũng phải chia sẻ những các bác nhìn những cái đẹp những càng này, ốc zin này hay những cái để cái này mới thôi, những cái để zin này. Zin đẹp. Một vài vị trí là chủ đầu tư những cái chi tiết phụ thôi, không đáng. Còn cái tiếng máy này và cái phần sơn bóng nhá. Rồi, tiếng máy và cái phần sơn bóng nó nguyên bản. Anh em nhìn thấy đẹp. Cái yên này này, các bác ơi, yên vẫn còn theo xe mà từ 2014 đến giờ. Giữ gìn quá đấy nhỉ. Xem là giá cả anh em đang bán ở bao nhiêu nào. Rất là yêu thương, rất là mềm đấy ạ. Đúng rồi, bất ngờ luôn. Bác nào quan tâm nhá. Đời 2014 bản X2 côn tay 135. Giá để cho các bác là 14.800. Đấy. Vâng. Nhiều bác cứ đi quay xe số làm gì? Nhiều bác cứ mua mới làm gì? Côn tay được con mới bây giờ mà sang Exciter thì em phải chia sẻ là phải trên 40, xấp xỉ 50 triệu. Đấy. Cái này cái thụt nó gọi là vẫn dùng được nhưng mà hơi kém một tí. Đấy, nhược điểm. Rồi. Còn lại máy zin sơn đẹp, bác nào quan tâm. Cả ngày. Úi giời. Bốc rồi. Giật bánh như gì. Rồi. Hàng côn tay 5 số, hình quá đẹp luôn. Đấy, bác nhìn này. Biển 35, anh em có quan tâm không ạ? 14.800 thôi. 35N1 ạ, 61877 ạ. Đẹp. Rồi, 2014 nhé, tay chị nhé. Phải, đây là cái con mắt của xe. Chạy nhiều, chạy đêm thì cái pha này ố ngay. Một vài lần đi mưa đẩy túi bóng lên, nó nóng, nó cũng bị dạn kính. Đấy, những cái này là rất đẹp. Những cái phần nhựa và tem này các bác này, nó nguyên bản. Đây là chủ giữ ly dán ni lông rất cẩn thận, nó mới có được những cái bộ gọi là đẹp thế này. Rồi. Anh 0,99% okay. Côn tự động nhà em hiện không còn anh ạ. Không biết tại sao ngày xưa côn tay thì đắt tự động mà bây giờ em bán lại thấy cứ côn tự động lại đắt hơn côn tay. Đấy các anh em ạ, nhiều khi nó là sở thích của mỗi người, cũng giống như gym ấy hoặc là một số những dòng quay 100 hoặc quay cũ ấy. Đúng không ạ? Nhiều em đọc giá các bác cứ bảo là cũ thế mà cao vậy, nhưng thôi vì nó là sở thích các bác ạ, sở thích họ mua quá nhiều nên giá thành nó cũng bị cộng cao lên, mặt bằng mua vào không có. Thì người ta mua cao rồi thì mặt bằng mua vào không lấy được nữa, lại phải lấy cao theo, đành ra lại phải bán cao rồi. Đấy. Anh Thành Quang bên nhà em có đổi xe anh ạ, anh có thể inbox hộ em nhé. Giới thiệu người đi. Vâng, anh giới thiệu người thì khó. Nghiệp vụ em ấy chuyên về xe nên không nằm trong hạng mục này. Thôi em cứ tên trước, em là Thiệp còn đây là Nhung. Hai anh cùng tuổi và đồng nghiệp anh em nhá. Đấy, dạ. Thì đấy là ngắn gọn thế dễ hiểu. Em nam bạn này nữ dễ. Anh em có cần nhìn thêm chi tiết thì thôi để ngoài giờ làm việc anh em nhá, để tả sau. Dạ, tiếp theo anh Sĩ Nguyên, côn tự động không phải bóp khi lên số hả em? Đúng rồi anh ạ, tự động là không phải bóp khi lên số, nó giống như xe quay. Nhưng máy của tự động sẽ không bao giờ ngon bằng máy của côn tay. Anh em nào trải nghiệm rồi sẽ nắm bắt được. Máy của côn tự động nó sẽ bị hay bị gõ, bị yếu hơn. Bít tông nó to mà các anh em, 135 mà, nó sẽ bị kém, xuống cấp. Anh Minh Nguyên ơi, cái xe X-Side vừa xong nó 135 đấy là 14.800 anh nhỉ? 14.800. 14.800 anh nhá. Rồi, hàng đi ăn đi làm nào. Anh em nào quan tâm đến cái giấc đi ăn đi làm cuối năm có tiền đến nhà em đổi sau. Vâng, đây là tiếp theo một chiếc Sirius 209 đây ạ. Biển số xe là 14H3585. Máy các anh em đi quay cái đầu bò. Rồi, cái dòng đầu bò các anh em nhìn. Được không? Các bác nhìn quả đầu bò thấy thế nào? Đấy, zin nhá, mốc luôn. Đấy, xe rẻ nhưng có võ đấy, quả chế mới không vấn đề. Đấy, đến về cái đầu bò là máy zin. Về phần nhũ các bác xem. Càng nan vành. Đấy, cũ thật đấy, rẻ thật đấy, nhưng mà không phải dạng vừa. Nếu mà dream mà giữ được thế này thì chắc là cũng phải ngồi ở chiếu khác rồi, cũng không cùng xuống cái giá mấy đồng thế này được. Nhựa nhá. Rồi, phần nhựa thì thôi chia sẻ là nó cũng hơi xây xước và bên em cũng tôn trọng là để nguyên bản luôn chứ cũng chả thay làm gì cả. Đấy, nó xước cái thụt đỏ này. Đời thì 2009 thì 2009 nó lâu năm rồi, được. Vâng, cái lốp trước này. Xe 14H35870 ạ. Lốp trước lốp sau các bác nhìn mình dày cộm luôn đúng không ạ? Máy zin lốp dày, nhựa còn theo xe, khung sườn không có cong vênh xô nắn thì anh em còn lăn tăn gì nữa đúng không ạ? Hay là về giá? Giá thì chia sẻ luôn, nó lại là yêu thương cơ các anh em ạ. Vâng. Silos 209, máy zin, biển 14, biển Quảng Ninh đúng không ạ? Biển Quảng Ninh. Vâng, biển 14 là anh em ở Quảng Ninh. Anh em nào có quan tâm thì liên hệ giúp em nhá. Trên like tôi cứ để giao lưu với anh em là 8.8 triệu. Đấy, chưa đến 9 triệu. Vâng. Anh em nào cần thì sở hữu luôn cho em một chiếc côn Exciter. À quên, Silos, Yamaha nhiều quá này.
8,8 triệu thôi. Dọn dẹp xong xuôi ngon lành hết. Những cái tầm xi lớp giá bình dân đợt này bên em bán cũng rất là phù hợp cho khách hàng. Đấy, cũng được anh em ủng hộ rất nhiều. Đấy, từ những phần sắt xi và đồ đạc nó vẫn liền lạc hết các bác ạ. Có anh hỏi con SH ý đằng sau màu trắng bao nhiêu tiền? Rồi. Con này nó tầm đưa SH này ra nhá. Này có luôn, em anh em đợi tí em sẽ ra chi tiết. Vâng. Đấy anh em cứ qua lên có những góp ý, có những chia sẻ động viên giúp hai anh em hai em là em đưa lên luôn phục vụ anh em những nhu cầu của anh em luôn. Rồi, còn rất nhiều các sản phẩm đang hình như mạng đang bị lỗi sao đúng không? Đang bình thường mà. Nghe được không? Anh em Có anh chị em nào đang xem livestream thì bên nhà em thì cho em xin nút chia sẻ và nút comment ạ. Đây anh Dũng Hoàng đang bảo Nhung không gửi dây công tơ mét cho anh à. Dung chị Nhung bây giờ còn đi bán cả dây công tơ mét nữa. À anh ơi, anh em có nhu cầu em xin phép anh là em cũng đặt được nhưng mà anh em có nhu cầu mua bán dây công tơ mét thì liên hệ với Phạm Nhung giúp em nhá. Chuyên công tơ mét, dây công tơ mét các loại xe. Mà đặt chưa thấy thì không biết là chuyên cái gì nữa. Rồi. Anh em chia sẻ em đi để lên chiếc tiếp theo này có thể nhiều anh em đến được. Dạ, tiếp với... theo là một chiếc Avalanche FI 110 đấy ạ. 6 nan, đây các anh em ngay gọi 5 nan, 6 nan thì các bác cứ đếm luôn này, 1 2 3 4 5 6 đấy, đời 6 nan nữa là đời cao. 5 nan ở đời cũ, 6 nan nó chia thành hai hệ, một hệ mạ chrome như này và một hệ mạ inox như thế này. Đấy, chiếc này thì lại lai được có một nửa đằng trước thôi, còn đằng sau này vẫn mạ chrome và đằng trên vẫn mạ chrome. Có nghĩa là bản mạ chrome. Rồi. Vâng. Hàng có sơn xi nhá, phần sơn đã dọn. Đây, chia sẻ luôn là sơn rồi thì thôi, về các bác đỡ phải sơn. Đấy. Tem này cũng là tem dán lại. Đấy có nhựa đằng sau là zin này, đấy nửa đằng trước sơn và lên cả mạ luôn, đằng sau thì zin này, các bác nhìn này. Đấy. Hả? Máy chạm rồi. Đứng im mất. Thoát ra vào lại, anh vừa bị mà. Rồi các bác. Do mạng rồi. Được rồi, rồi. Lag rồi, đúng rồi, vừa rồi em thấy người lag. Anh em thoát ra xong vào lại giúp em nhá, xong chia sẻ giúp em chút để cho làm sao nó có thể ổn định lại chỗ ngồi và vị trí để lại chúng ta để tiếp tục đồng hành trong buổi live. Em cũng thấy quay rồi. Quay không? Rồi. Máy quay vẫn được nhỉ? Máy quay thì không vấn đề nhưng mà xem thôi. Được rồi. Cứ từ từ ra đằng kia quay lại đi để anh em. Có một chút trục trặc về đường truyền nhá. Các anh em đang có mặt trên các nền tảng có xem thấy ok không ạ? Rồi, bên vết đỏ, bên vết xanh. Rồi nó sẽ bị mất một lúc chập chờn rồi. Đang chập chờn. Anh em đợi một chút để bên kỹ thuật kiểm tra lại cái đường truyền. Thì vẫn được bình thường này. Bên đỏ có được không? Không được, cả xanh và đỏ đều đang bị quay và vỡ nhòe. Hay là rút ra này. Không xem được. Anh em nào còn có mặt trên live nếu mà xem được có thể cho em một nút chấm được không ạ? Có một chia sẻ được không ạ? Em đang thấy có lag, không biết anh em có cùng xem có bị như vậy không? Lag rồi. TikTok vẫn được. TikTok vẫn được. Hình nhòe lắm. Đúng rồi anh ạ. Đường truyền nó đang có một chút trục trặc, anh em đợi một chút xem nào. Thắm mặt đấy nó xuất hiện đây mà. TikTok vẫn được mà. Đứng sờ gần vào trong bên này nào, đứng gần vào trong. Do wifi đấy. Chắc là do mạng thì mình nhỉ. Hình ảnh âm thanh ok mà. Ồ, không nghe thấy gì. Anh muốn về thì bảo không nghe thấy gì. Còn anh Thắng Trần thì hình ảnh âm thanh ok mà. Thì là này, không biết là cái mạng nhà em hiện tại đang bị lag một chút anh chị ạ. Bên đỏ thì đang bị nhòe, đúng không ạ? Anh em xem có ok không ạ? Chưa nhỉ? Cũng được, bên xanh.
không được. Chạy. Đây có anh bảo bình thường mà. Bình thường mà anh ơi đi đây. Có được không? Đây, bảo bình thường mà anh ơi. Bình thường mà. Không, có thể là lúc anh em bảo thôi, anh đang thấy không được thật. Vâng, TikTok thì ok ạ. Vâng, có hai đây anh em nhìn này, bên em có các nền tảng bên cạnh ấy, nhưng mà nền tảng bên cạnh thì đang rồi. Vâng, bắt đầu xem bên nhà em hiện tại là hai pet, bên nhà em đang bị trục trặc chút thôi nha. Tâm thì 2010 này em để ra còn có 13 triệu thôi các anh ạ, 13 triệu thôi. Vâng. 13 triệu chiếc AB nhá. Rồi. 13 triệu một chiếc AB biển số 28T1 ạ, 1449 ạ. Okay. Anh Thành Dương ơi, xe này là 14 triệu anh nhé. 13 triệu. À, 13 triệu. Rồi, 13 triệu thôi. 13 triệu ạ. Anh em nghe được không ạ? Đấy, quan trọng nhất là cái hình ảnh, cái âm thanh. Nên là em phải cố gắng điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý nhất để anh em có thể xem một cách nó trọn vẹn nhất nhá. Dạ. Vẫn còn rất nhiều các sản phẩm tiếp theo nữa cơ. Đấy, mong anh em có thể chia sẻ. Vừa rồi là đường truyền nó có một chút trục trặc nên là không kết nối và cũng không để giao lưu được nhiều anh em, nên mong anh em chia sẻ lại giúp em để có thể nhiều anh em nắm bắt được. Được rồi đấy ạ. Được chưa? Được rồi. Mình vẫn chưa vào được luôn. Rồi, chiếc Ablet em báo lại nhá, là hàng có sơn tỉa đằng trước, chạm đầu, giá để cho anh em mình là 13 triệu. Đấy, anh em nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Anh Thành Dương hỏi AB biển 28 này máy zin không? Chạm rồi. Anh ơi, máy chạm 28 chạm rồi. Em có một chiếc biển máy zin vẫn ở bên nhà. Anh nó Hoàng cũng chỉ phân khúc giá đấy thôi, nhưng phần nhựa có thể nó đuối hơn một tí. Vâng. Không vào được. Anh Chuler, cái xe AB đấy là có FI rồi anh nhá. Vâng. Bản FI 2010 đấy anh ạ, bản 6 nan luôn, là bản đời cao rồi các anh ạ. Rồi, còn SH nhập đây, anh em nào vừa có nhu cầu hỏi về dòng SH nhập thì em có SH nhập luôn để giao lưu cùng các anh em. Đấy, rồi, Caramel đi một vòng quanh chiếc SH nhập bản đời 2010 đúng không ạ? Bản 2010. Đây, anh bản Quốc Khánh 2 đĩa. Xem hộ em xe này có được rồi không anh ơi? Máy 125. Vâng. Phần nhựa này, các bác nhìn phần nhựa này. Đấy, cái độ khít của nhựa này. Hay phần gầm xe này, các bác nhìn này. Hay kể cả cái đề chân này, các bác nhìn ưng ý không ạ? Đề chân. Da máy nó bị lâu năm, nó rôm một chút này. Do mình cứ đọc cái nốc bảo vệ vào nó hay bị đấy ạ. Đấy, đường láp này. Rồi. Vâng, SH nhập 125 biển số 30K6 ạ, 7269 ạ. Dọn dẹp ngon lành, nhưng trên tinh thần các bác có thể xem từ những các cái xi nhan này đúng không ạ? Rồi, đấy xi nhan hay là những cái Oppo này, đồ nhũ này vẫn còn liền lạc của xe. Đấy, từ cái để chân hay cái nẹp viền của cốp cũng vẫn có luôn. SH nhập 30K6. Vâng, đây anh em nào quan tâm đến cái giá thì em báo luôn. Đăng ký 125 2010. Thôi trên line này để cho anh em mình là 70 triệu. 70 triệu hàng dọn dẹp xong xuôi nhá. Vâng, 70 triệu đồng ạ. Một chiếc SH 125 2010 nhỉ? Đúng, 2010 ạ. Đây, nổ máy cho các bác nghe. Những chiếc nhập khẩu Ý nguyên chiếc thì bác nào đã từng trải nghiệm rồi thì cũng quá là gần gũi và quen thuộc. Nó sẽ được cái độ chất hơn. Đấy, chắc hơn, chạy thoát máy hơn. Đây là những cái ưu điểm của những chiếc SH nhập khẩu các anh chị em nhé. Đấy. Ngày xưa 2009-2010 nếu bác nào đã từng trải nghiệm thì không lạ gì. Nó phải nói đến gọi là làm vương làm tướng rồi. Nó là những dòng xe hạng sang, đắt tiền. Ok, anh em còn những câu hỏi thắc mắc nào nữa thì em và Nhung có thể giải thích luôn trên buổi phát sóng trực tiếp để anh em có thể tiện trong việc nắm bắt. Còn về lượng xe thì mỗi sáng, mỗi chiều bên em có những cái lượng xe lên live stream phù hợp và đủ để phục vụ anh em. Những lượt comment nhận xét góp ý nếu bên em chưa kịp đọc, chưa kịp trả lời thì mong các anh em cũng hết sức thông cảm. Vâng, bên em cố gắng để cuối live hoặc sau live có bộ ngũ online cập nhật những thông tin góp ý của anh em để trả lời làm sao cho anh em có thể yên tâm nhất có thể, đúng không ạ? Vâng, buổi live sáng hôm nay thì lượng xe em cũng ra vừa đủ. Trước khi kết thúc chương trình, thay mặt cho bên xe máy Hoàng Kiên, cho phép em cùng với Nhung chào và chúc anh em một buổi trưa vui vẻ. Vâng, xin đầy chào tất cả mọi người nha.
dọc đường.